tội nghiệp anh công nhân, túi quần chẳng còn gì, tìm mua cái ổ bánh mì. Em đã tuân theo chỉ thị khá tốt, ra đường đã xin phép và có giấy lưu thông. Vậy mà sao ai ơi, phó chủ tịch một phương dừng xe em ở ngoài đường, giải thích cho em bánh mì một thứ chẳng phải là thiết yếu, tại sao dám ra đường? Bánh mì nóng giòn, bánh mì đặc ruột, bánh mì đây của bánh mì. Ôi sao ai mà không đã từng lần ăn nó, nhưng nay bánh mì lại trở thành một thứ xa hoa, không phải thực phẩm, không phải là hàng thiết yếu. Ôi bao người nghèo vẫn từng ngày ăn thay cơm. Thật là may cho em, bác chủ tịch của phương đã lên nói rõ tỏ tường. Em ấy không sai, trả lại tất cả mà còn thương vất vả tìm em ấy Việt Nam. Bánh mì nóng giòn, bánh mì đặc ruột, bánh mì đây của bánh mì. Bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây, bánh mì đặc ruột đây của bác ơi. Bánh mì nóng giòn, bánh mì đặc ruột, bánh mì đây của bác ơi. Vậy mà sao ai ơi, phó chủ tịch một phương chặn xe em ở ngoài đường, giải thích cho em bánh mì một thứ chẳng phải là thiết yếu, tại sao dám ra đường? Ôi sao ai mà không đã từng lần ăn nó, nhưng nay bánh mì lại trở thành một thứ xa hoa, không phải thực phẩm, không phải là hàng thiết yếu. Thương bao người nghèo vẫn từng ngày ăn thay cơm. Thật là may cho em, bác chủ tịch của phương đã lên nói rõ tỏ tường. Em ấy không sai, trả lại tất cả mà còn thương vất vả tìm em ấy việc làm.